Bộ Ngoại giao được giao những nhiệm vụ gì? Chiều ngày 12 tháng 7 năm 2023, phiên sơ thẩm xét xử 54 bị cáo trong đại án chuyến bay giải cứu tiếp tục với phần xét hỏi. Trong vụ án, ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bị truy tố về tội nhận hối lộ với cáo buộc đã 37 lần nhận tiền tổng cộng 21,5 tỷ đồng của các doanh nghiệp. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Tô Anh Dũng cho hay, thời điểm dịch COVID-19 hoành hành, Bộ Ngoại giao được giao nhiệm vụ nắm bắt tình hình công dân ở các nước để có biện pháp bảo hộ, hỗ trợ, giải cứu bà con bị tắc nghẽn ở sân bay, bến cảng và xây dựng, hoạch định, tham mưu cho chính phủ, triển khai kế hoạch đưa họ về nước, phối hợp với tổ công tác 5 bộ gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Y tế. Bị cáo cũng khai rõ nhiệm vụ của mình được phân công. Cá nhân bị cáo thì được phân công những nhiệm vụ gì? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, thì cá nhân bị cáo thì ngay từ ngày đầu chống dịch thì là nhân bị cáo là được phân công là thay mặt cho Bộ Ngoại giao cũng như là tham gia và làm thành viên của ban chỉ đạo COVID-19 của quốc gia và phụ trách các cái chỉ đạo cái công tác của cục lãnh sự liên quan đến cái mảng mà bảo hộ công dân rồi đưa bên ngoài về cũng như là hỗ trợ cho công dân nước ngoài ở Việt Nam cũng như là kể cả đưa các cái chuyên gia kỹ thuật mà sau này cái công tác phòng chống dịch nó đỡ hơn thì là được đưa về. Về quy trình tiếp nhận hồ sơ cấp phép các chuyến bay, ông Dũng cho hay chủ yếu phân công cho cục lãnh sự, từ tiếp nhận hồ sơ đơn của doanh nghiệp cho đến nắm bắt nhu cầu từ nước ngoài, khả năng đáp ứng cách ly trong nước. Sau đó cục lãnh sự trình để ông Dũng xem xét chủ trương, phối hợp với 5 bộ xây dựng kế hoạch. Sau khi cục lãnh sự được phân cấp, doanh nghiệp gửi thẳng đơn đến đơn vị này. Dạ kính thưa hội đồng xét xử, thì cái quy trình là vì là cục lãnh sự cũng được phân cấp rồi, thành ra là các cái đơn đề nghị của các doanh nghiệp thì gửi thẳng đến cho cục lãnh sự thôi, chứ không cần mọi cái công văn khác thì thường là qua văn phòng Bộ Ngoại giao rồi mới phân về các đơn vị. Nhưng mà riêng cái này thì cục lãnh sự đã là chuyên môn và đã được giao cái thẩm quyền giống như trong kết luận điều tra ấy ạ. Bị cáo Dũng cũng khai nhận, sau khi nhận đơn, cục lãnh sự phân công cho phòng bảo hộ công dân để ra soát, xem xét, xây dựng kế hoạch và trình lên để bị cáo xem xét về chủ trương. Bị cáo cũng dặn dò tham vấn, sau đó ký công văn gửi tổ công tác 5 bộ, ban đầu trình chính phủ, sau thì tổ công tác được giao quyền tự quyết định. Quá trình triển khai, bị cáo Dũng thừa nhận đã tiếp xúc với 13 đại diện doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng bản thân không chủ động mà chủ yếu là các doanh nghiệp thông qua mối quan hệ và có nhu cầu tham gia liên hệ với mình. Kính thưa đồng thẩm phán, thì dự án thì bị cáo có tiếp xúc với một số doanh nghiệp ạ, cụ thể là 13 cái đại diện doanh nghiệp mà cũng đã nêu trong cái kết luận điều tra. Và cái bị cáo thì thưa hội đồng xét xử, thì bị cáo cũng không chủ động ạ, mà chủ yếu là các doanh nghiệp thì là cũng qua các cái mối quan hệ công tác hoặc theo cái nhu cầu, và cũng là các doanh nghiệp cũng được các theo cái chủ trương được tham gia thì là có liên hệ thì cũng nể nang, và bị cáo cũng thấy là các doanh nghiệp tham gia thì nó cũng theo chủ trương, thì cũng muốn nghe xem có khó khăn hay là vướng mắc gì không thì bị cáo tiếp. Trong cái số đó thì bị cáo cũng đã như chủ tọa cũng vừa hỏi, thì bị cáo cũng có sau khi mà các doanh nghiệp được tham gia và những cái đợt mà họ tổ chức xong chuyến bay thì cũng các doanh nghiệp thì cũng chủ động liên hệ với cáo, cũng bận và cũng không có cái mưu đồ hay có cái ý định đòi hỏi gây khó khăn gì. Khẳng định mình không có mưu đồ gì, nhưng bị cáo này cũng khai nhận về những lần nhận tiền của mình. Các doanh nghiệp thì có đến tiếp xúc cảm ơn ạ, cũng nói là cảm ơn, thì trong đó thì kính thưa hội đồng xét xử, thì bị cáo cũng có gặp chỗ chị Mơ một số lần ở công ty An Bình, thì có nhận là 8,5 tỷ đồng đấy. Thế còn chị chỗ chị Hằng ở Blue Sky thì là 5 tỷ ạ. Chỗ ATTA của chỗ chị Tường Vi thì là 115.000 ạ. Rồi chỗ Master Life của chị Mai Sa thì là 30.000 là khoảng 30.000 đấy đó. Thế rồi chỗ anh Nghĩa ở công ty Nhật Minh thì là
40.000 ạ. Với lại chỗ sau sau Hà Nội thì khoảng 25.000, với lại bên mấy công ty nữa thì hiện nay bị cáo cũng xin lỗi là không nhớ cụ thể gì đã. Bị cáo Dũng đã thừa nhận hành vi của mình và cũng cho biết rất hối lỗi. Bây giờ thì bị cáo cũng nhận ra cái sai phạm, cái tội của mình như là trong cáo trạng, nhưng mà khi trong cái thời gian đó triển khai thì cũng xin lỗi hội đồng xét xử, thì bị cáo cũng không nhận thức được là đấy là cái hành vi của mình là vi phạm pháp luật, bởi vì cũng nghĩ rằng là mình cũng không dám làm bất cứ một cái điều gì sai với chủ trương chính sách hay tham mưu để mà lợi dụng, hay là cũng liên kết bàn bạc với ai, hoặc là cũng không gây khó khăn cho các doanh nghiệp mà luôn tạo điều kiện đấy. Và khi mà các doanh nghiệp tổ chức xong thì cũng là nói là đến báo cáo các kết quả thông tin, thì bị cáo cũng muốn vừa là nghe để rút kinh nghiệm thêm, và đồng thời thì cũng có cái phần nhận quà, nhưng mà cũng không dở ra xem. Thì đến nay bị cáo Dũng đã nộp khắc phục khoảng 17 tỷ đồng. Bị cáo này cho hay sẽ thông qua luật sư để nhắn nhủ gia đình cố gắng khắc phục hậu quả mà mình gây ra. Chỉ có là do cái nhận thức trước đây thì